Trong phiên thảo luận tại hội trường về vấn đề oan sai trong tố tụng hình sự vào sáng nay, nhiều đại biểu đồng tình với báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và cũng trong phiên họp này thì các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy chất lượng công tác phòng chống và hạn chế oan sai trong tố tụng hình sự thời gian tới. Theo báo cáo giám sát, trong 3 năm qua, đã có 71 trường hợp oan sai được phát hiện. Dù con số này không lớn, nhưng theo các đại biểu vẫn là nghiêm trọng bởi nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây bức xúc trong dư luận. Nhiều đại biểu cũng chỉ ra nguyên nhân của vấn đề này. Theo tôi, trong đội ngũ cán bộ tố tụng thì còn mỏng, sự áp lực trong công việc cũng như là quá tải trong việc giải quyết thụ lý và giải quyết các vụ án hình sự. Theo cái con số mà Bộ Công an cung cấp thì trung bình một điều tra viên phải thụ lý từ 3 đến 40 vụ án. Cá biệt có trường hợp phải đến 70 vụ. Ở địa phương thì có những cái thẩm phán phải thụ lý giải quyết trên 17 vụ án một tháng. Trong đó thì cái số lượng các vụ án hình sự bị can bị khởi tố điều tra hàng năm hiện nay là đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng báo cáo giám sát dù được chuẩn bị công phu, song chưa cho thấy một cái nhìn khách quan những thành tích của cơ quan điều tra trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan thì còn có những nguyên nhân khách quan, bao gồm cả vấn đề chưa hoàn thiện của pháp luật. Luật giám định tư pháp đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, nhưng thực tiễn áp dụng còn nhiều vướng mắc bất cập như về thời hạn việc thực hiện giám định đối với một số lĩnh vực chuyên ngành như xây dựng cơ bản, giao thông, cầu đường, tài chính, kế toán, pháp y tâm thần. Có khi yêu cầu giám định, thời gian giám định kéo dài. Trong điều tra có những vụ về kinh tế, tham nhũng kéo dài đến 1-2 năm, thậm chí đến 3-4 năm. Đến nay chưa thực hiện được vì phải chờ kết quả giám định. Vấn đề này đã nhiều lần được kiến nghị, đề xuất song vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị với các giải pháp cụ thể giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật giảm thiểu tình trạng oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo nội dung báo cáo, thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân là phải nghiêm túc chấp hành Hiến pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng oan sai. Thứ hai, khi xác định oan sai thì phải kịp thời minh oan, sớm bồi thường thỏa đáng cho người oan sai theo quy định của pháp luật, đồng thời phải xử lý tương ứng đối với người mắc sai phạm. Tôi cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra trường hợp tự sát, chết do căn phạm đánh nhau. Biết đâu có trường hợp do oan sai không nói được dẫn đến tự sát. Báo cáo giám sát dù chưa nhắc tới nhiều những nỗ lực của các cơ quan điều tra trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chống bỏ lọt tội phạm, nhưng những thành tích của các cơ quan này đều được ghi nhận bởi các đại biểu. Tuy nhiên, vẫn cần thiết có những biện pháp cụ thể và quyết liệt, các chính sách tăng cường năng lực điều tra, chất lượng tố tụng hình sự nhằm đảm bảo sự công bằng của pháp luật, lấy lại lòng tin của người dân cũng như giữ gìn hình ảnh của cơ quan bảo vệ pháp luật. Hiện tại